Ok anh em mình ơi, hôm nay thì em đưa cho anh em mình một bộ đôi trên chất liệu là 39 tháng 3 anh em nhé. Bộ này thì anh em đang là tiến hành bào để lấy mặt phẳng. Sau khi mà đưa xong, đưa CD xong thì nó vẫn có những cái độ cong nhất định. Với lại đặc biệt là các hàng đôi thì ít nhiều nó đều có sự chênh lệch giữa các tấm. Nhưng phải bào để lấy mặt phẳng và khép mí cho nó kín nhất có thể. Bộ này thì mới đầu tiên lên nó là dự định là 2,4 m cơ, nhưng mà khi mà về thì nó còn bám giáp, còn bám chút giáp nên là bên em lại quyết định cong về còn 2,2 m, thì cơ bản là nó cũng khá là sạch giáp rồi. 2,2 m dày 20 và sở hữu chiều dài là 3,30 m nhé. Thường thì bên em hay xẻ là dày 18, 17 cho những cái bộ đôi, nhưng mà bộ này thì sở hữu với chiều rộng của nó khá là lớn nên là sẽ dày một chút, lấy dày 20 để cho nó cân đối. Và kích thước này thì cũng khá là lớn anh em này, về một bộ đôi thì như thế này là khá là lớn. Nếu anh em mà khách mới á thì anh em vào xem có câu hỏi gì là quan tâm thì anh em cho em xin những bình luận hoặc bấm đăng ký kênh, rung chuông để khi mà em lên like thì anh em mình sẽ nhận được thông báo anh em mình nhé. Ok anh em ơi, bây giờ là xong rồi ạ. Vân của nó rất là đẹp nhé. Chiều rộng của nó là 2,20 m ạ. Rộng 2,20 m, vân siêu đẹp luôn đấy ạ. Dài là 3,3 m, dày 20 cho bộ này. Khá là êm nhé. Hàng thô vân rất là đã, rất đẹp, đối xứng luôn. Anh em có quan tâm thì hãy liên hệ cho em. Theo thông tin liên hệ thì để ở bên dưới phần mô tả video này rồi ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em mình trong những video tiếp theo anh em nhé.